Line 1 nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ điền các nút vào đây. Đây là câu 1 này. Chúng ta edit text vào đây nhá, ghi là câu 1. Nhớ chưa? Rồi. Câu 1 này copy sang để làm câu 2 này. Câu 3 này. Câu 4. Đấy, chúng ta ghi vào nhá. Edit text là nhấp chuột phải chọn edit text giống như trong Word thôi. Y xì như vậy. Câu 2. Câu hỏi 3. Câu 4. Rồi. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chèn thêm các slide khác vào đây. Slide trắng vào đây nhá. Đấy. Mỗi một cái là một cho một câu. Câu 1. Vào đâu đi. Đấy, câu 1. Chúng ta ghi tiêu đề trên câu 1. Chú ý nhá, câu 1 cái slide đầu tiên là 1 2 3 4. Còn câu 1 ở đây chúng ta ghi câu 1. Được chưa? Câu 1. Chúng ta ghi cho thầy. Graph chấm chấm. Doing. Được chưa? Đấy. Câu 1 thì trả lời ở đây của chúng ta gồm có những cái gì? Câu 1 nhá, thầy cắt cái này đến đây. Đấy. Câu trả lời ở đây là A. Y. Rồi vào đi. Chưa? B. Đó. Ta làm cái này sau. Làm cho cái này nhé. Xóa cái hộp to đi là để à đấy, nhớ giữ phím shift và phím control là copy ra nhé. Y B. Cái câu nào là câu đúng thì ở đây nói khi mà chúng ta nhấp vào từng cái thì nó sẽ hiện ra là sai, vân trái, vân vân. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra thêm một cái nữa. Rồi, cái này chúng ta edit for. Rồi tiếp tục xuống dưới. Đấy, chúng ta ghi là cái này là đúng nhá. Chưa? Rồi đến câu 1 và thêm một nút nữa, các em ghi cho thầy một nút nữa là nút quay trở về. Đó,
Đấy, chúng ta ghi cho thầy vào đây. Chúng ta ghi cho thầy là return. Nhớ chưa? Nào bây giờ cả lớp nhìn thấy trên bảng. Thế bây giờ chúng ta phải liên quan đến trigger. Lên trên này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào chỗ animation. Transition cũng được. Em đợi animation nhá. Đấy, với cái này đầu tiên. Với cái này đầu tiên. Đây này, trigger. Ôm này, trigger từ từ. Rồi các bạn chú ý vào đây nhá. Các bạn sang cái phần insert, các bạn nhìn thấy cái hyperlink nút này nhá. Đấy. Khi chúng ta nhấp vào nút này thì nó hiện ra một cái cửa sổ. Cửa sổ đó có tên là Excerpt File or Webpage. Cái này là chứa để nó nhấp vào một trang web thì chúng ta không dùng cửa này. Đấy, chúng ta chọn vào đây. Place in list document, chúng ta chọn nút này. Còn chỗ này thì thôi, các bạn chú ý nhá, nút thứ hai. Nút thứ hai với câu 1 nó sẽ link đến slide thứ hai. Slide đây. Đấy, slide thứ hai nhá. Rồi. Đây chúng ta nhấp vào đây. Ok nhá. Rồi chúng ta nhấp vào đây. Đó, thì bây giờ thầy chạy thử nhá. Câu 1 được link này, câu 2 chưa, câu 3 chưa, câu 4 chưa. Đó. Thầy nhấp vào câu 1. Đấy, câu 1 hiện ra cái này. Được chưa? Câu 1 hiện ra này nhá. Rồi bây giờ chúng ta lại tắt cái này đi. Rồi. Tắt cái đấy đi. Thế trong đây, trong đây thì chúng ta chọn đây. Trong cái trang slide 2 nhá. Sao? Vẫn sâu à? Ok. Rồi. Rồi nhá, bây giờ này, trong cái câu này. Trong cái này thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn đây, chọn hyperlink, được chưa? Hyperlink, em vào lớp đi. À, bây giờ ta làm sao để cho nó hiện ra chữ true, false, đấy. Đúng không em? Rồi, ở đây nhá, ở đây bây giờ chúng ta làm được là cái câu trên là ở đây nó nhấp ra đây rồi. Bây giờ đến câu tiếp theo để thầy làm xong ba câu này, thầy quay về xử lý từng cái. Câu 2. Chúng ta ghi cho thầy câu 2. Câu 2. Câu 2. Nào. C. Rồi. Câu trả lời đúng. Còn lớp đây các em. Cứ đi này thì hôm buổi sau không thi được đâu. Nói trước đấy. Trả lời.
Rồi bây giờ trả lời nhá. Trả lời Phoenix. Rồi bây giờ chúng ta quay về câu 1. Chọn câu 2. Chọn câu 2. Các em nhìn chọn câu 2 nhá. Rồi chúng ta chuyển về insert, chọn hyperlink. Chọn câu 2. Ok chưa? Được chưa? Nha, câu 2 đã về. Rồi câu 3. Câu 3 các em cũng xây dựng như thế cho thầy. Nhớ chưa? Rồi trong câu 2, câu 1. Rồi đến lượt bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào đâu để nó chạy ra những cái này. Đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng đấy, chúng ta sử dụng nhá. Khi các bạn chọn vào nhấp cái này thì nó lại không thể ra được những cái con được. Đấy, không thể ra những cái con cái bé được. Nhớ chưa? Đấy, mà chúng ta sẽ thì chúng ta sẽ phải sử dụng đấy, chúng ta sẽ phải sử dụng cái khác, có nghĩa là chúng ta sẽ thì nhấp vào đây thì nó hiện ra cái này, được chưa? Chúng ta lại vào nào, cả lớp nhìn lên animation nhá, chọn này nút đây. À, chọn ra để hiện ra này, chọn cái này, được chưa? Nào bây giờ các em chọn cho thầy, chọn cho thầy cái để nó, để cho nó bạn bay lên, mình chọn cho thầy cái đó. Đến cái này thì bắt đầu đến hành động này. Rồi là giống như hôm trước, được chưa? Cái này bắt đầu xuất hiện. Nào bây giờ cả lớp chú ý cho thầy, add thêm cái này gọi là appear. Đấy. Và hai cái này các em chú ý, hành động này sau hành động trên. Đấy. After trước. Còn cái này của chúng ta là gì? After kick. Được rồi, tương tự cái này cũng vậy. Rồi chúng ta lại thêm một cái là đó. Rồi tiếp theo cái này, cái này nhá, chúng ta lại thì xuất hiện appear. Rồi cái này là sau cái trên. Tương tự còn cái cuối. Cái cuối các bạn lại cho vào đây. Chọn nó này. Rồi. Cả lớp chú ý nhìn vào này. Cái này các em biết rồi nhá. Cái này chúng ta lại chọn tiếp tục. Thêm một cái nữa là xuất hiện. Xuất hiện này sau cái trước. Còn cái này after click. Rồi, return các em chú ý cho thầy, nút return này. Vào insert, chọn hyperlink. Chọn cho thầy về slide 1. Đấy, nhớ chưa? Rồi bây giờ thầy sâu nhá. Cả lớp nhìn này. Những cái này là các em phải làm nhá, người ta cho thi đấy. F5.
Rồi bây giờ các em nhìn này, câu 1. Chọn chưa, xin lỗi thầy rồi. Bọn này chúng mình phải cho thời gian lại đúng không nào? Sao? Phải làm cái thời gian cho nó dài lại. À không. Cái này nhá, cái này thì chúng ta làm như sau này. Thầy xóa hết cái bọn này đi. Chọn này xóa hết nhá, làm nó làm như lại như sau. Thầy cho Jimu hết. Rồi. Bây giờ trong cái câu hiện ra câu Chu là đúng, đúng không? Trong bốn cái thằng này thì bây giờ thầy sẽ xóa hết cái này đi, thầy copy sang một cái khác. Thầy insert slide vào đây. Đó, insert slide vào đây nhá. Insert tiếp này, ba đáp án thì là ba slide. Đó, được chưa? Với đáp án đầu tiên là Chu. Đó, thầy cắt cái này đi, copy sang đây. Là xóa này đi. Paste. Đó, cho thật to ra chứ. Rồi, đấy. Thế thì sang cái này. Ta xóa đi những cái này đi. Được chưa? Cái này chúng ta lại cho hyper về cái. Cái này là cái thứ mấy? Cái thứ ba đúng không? Chu. Ok, xong. Đấy. Còn cái này chúng ta cho vào cái 4. Cái 4 thì chúng ta copy cái size sang, copy vào cái 4. Chúng ta ghi là 4. Đấy. Cái 5 cho vào đây. Thôi chúng ta làm trigger để cho nó đúng chuẩn luôn. Đấy, ta chọn đây, thầy chọn tiếp theo là thầy chọn sai. Được rồi, bây giờ về đây, chúng ta nhìn thấy cái thứ hai này. Chọn hyperlink chuyển sang cái 4. Đó. Tiếp tục cái này. Chúng ta chọn hyperlink chuyển sang cái 5. Đó. Và cuối cùng là chúng ta trở về. Này các em cho to ra được. Cái này là ở cái 5 nhá, chúng ta insert vào cái 5. Rồi sang cái 5 rồi. Và bây giờ chúng ta nhìn nhá. Thầy nhắc vào câu 1. Câu 1 này. Đấy, là đúng nhá. Rồi bây giờ chúng ta lại quay trở về này. Câu 2 này. Đấy. Câu 3 này. Đấy. Nhớ chưa? Có nghĩa là chúng ta sẽ làm dùng trigger để làm câu đố. Cả lớp ghi cho thầy. Cả lớp ghi cho thầy nhá. Đây cái chỗ này thầy sửa lại một tí. Thầy sửa lại cho nó đẹp một tí nhá. Câu này của chúng ta là tiếp theo. Câu tiếp theo của chúng ta là đây, ta đặt đây cho nó đúng nha. Theo này. Đó. Đây là chúng ta là y. Đó.
Nút này là nút quay về. Quay về thầy cho chữ màu trắng text box. Nhớ cho thầy là Ctrl và phím An là chúng ta copy ra nhé. Chúng ta ghi cho thầy là. Đó. Ok chưa các em? Rồi bây giờ chúng ta nhìn nhé. À, bây giờ chúng ta sẽ này. Cái này cho vào đúng nhá. Hyperlink vào slide 3 này. 3 là cái đúng đúng không? Rồi cái này là sai này. Này là sai nhá. Sai là 4 này. Này là 5 này. Đấy. Ok. Còn cái này là quay trở về này. Quay trở về là slide 1 này. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta thử nhá. Câu 1, nhấp vào câu 1. Đấy. Được chưa? Thế ta chọn đáp án nào? Đáp án này sai, đúng không? Đấy. Thế bây giờ các bạn muốn nó back lại thì chúng ta lại phải thêm một nút nữa. Đây. Chúng ta thêm cái back lại nhá. Ok, xong rồi bây giờ các em đã hiểu vấn đề rồi. Bách lại này. Sao? À, nó đang ở chế độ sâu à? Ok. Nào bây giờ trong cái này nhá, chúng ta thêm cho thầy hai nút nữa. Thêm một nút nữa. Là quay về. À, return. Ship home. Ok chưa? Rồi quay trở về là quay trở về cái này. Là cái thứ hai. Thì vậy thì chúng ta phải gì? Phải chọn nó là return hyperlink lái về cái thứ hai. Cái thứ hai ở đây là cái slide 2. Đấy. Rồi tương tự ở thế. Chúng ta lại vào đây, chúng ta cũng chèn cho thầy một cái. Chúng ta cũng quay trở về nhá. Rồi các em cũng cho thầy vào cái số 2. Tương tự cái thứ 3 vậy, chúng ta cho vào một cái. Đấy là thầy làm này, nhưng tí nữa các em làm là trang trí đẹp hơn cho thầy nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ đi tên. Nhớ chưa? Đấy. Xong rồi chúng ta lại thì cho nó vào đây. Quay về cái thứ hai. Bây giờ cả lớp nhìn nhá. Em Nam này. Câu 1. Nào bây giờ cả lớp nhìn nha, câu 1 nha. Đấy. Cả lớp nhìn nha. À, thầy chọn câu này. Đấy, chu return y return to be sai. Đấy, có nghĩa là chúng ta nhấp vào từng cái nó ra kết quả. Xong chúng ta lại back được lại. Nhớ chưa? Back cái này lại về câu này sang câu 2. Câu 2 chúng ta lại chọn Phoenix. Cái nào nó đúng?
Hiểu ý thầy không? Rồi bây giờ các em làm cho thầy. Ở dưới làm nhá. Qua này làm video lên. Qua là CH Stop và S Normal. Thì chúng ta sẽ điền Finish. Hay Finish. Rồi bây giờ cả lớp nhìn lên vì thi là có bài này đấy, cả lớp mà không học là không làm được đâu. Rồi bây giờ thầy đăng lên video nhá. Đăng đây cho các em làm. Hình như là các em cứ nghĩ là thi là đùa hay sao mà chẳng thấy học gì cả.